Xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cũng rất lâu rồi em không lên cái dòng đài giá bình dân. Thì hôm nay em cũng nói chung là cũng một số cây đài kia trên kia cũng còn một số cây cũng khá là to cao, nhưng mà giá nó lại hơi tầm tiền, toàn trên 1 triệu và trên 2 triệu. Thì hôm nay em có hai cây này, thì thứ nhất là cũng lâu không bán được, với thứ hai là giá nó cũng rẻ. Lần này bận quá cũng chả dọn được này. Dưới đây còn rất là nhiều những dòng đài cỏ ở bên đây này. À, đằng bên đây nữa. Đấy, bên kia. Đấy, cũng khá là nhiều. Thế mà bận quá, công việc nó gần Tết thì bên em làm bên cả cái hàng điện tử âm thanh nên là khá là bận. Thì hôm nay em còn hai cây này, em vừa mới lấy ở trên kệ ở bên kia sang. Đấy, kệ bên kia. Ui, lôi qua lau lau qua cho các bác. Cây này em dọn được cũng được lâu rồi, thế nhưng mà cũng không có thời gian đăng. Thì hôm nay em đăng lên để xem có bác nào có nhu cầu mua về trưng bày chơi Tết, để ở đầu tủ đầu giường làm kỷ niệm. Đấy, em có hai cây nhá. Đấy, hai cây này đồng giá luôn. Em đang bán với đồng giá là trước thì em bán 8-900 cơ, nhưng bây giờ em bán 700.000 thôi. Bao ship cho bác nào chuyển khoản. Giá rất hợp lý cho một cây đài nhá. Hai cái đài này thì chạy băng dây vẫn còn chạy hoạt động bình thường nhá, không hay đâu nhá. Nói thẳng là nó không được hay đâu, gọi là hoạt động bình thường. Đấy, radio thì cái cây trên này là cây sáp 319 nhá. Cũng còn tương đối đẹp nhá. Đấy, mặt mũi thế này là đẹp đấy, 319 thì nó còn ghẻ lở hơn nhiều ấy, vì cái thật là mặt nhôm, nhưng như thế này là đẹp rồi này. Đây loa này, phần crôn cũng còn khá là đẹp nhá, so với các dòng khác này. Các cây khác 319 như thế này thì chắc không được như thế này đâu. Này là đẹp đấy. Sáp 319 nhá. Đấy. 700 ngàn. Con này là gì? Hoạt động băng dây tốt này. Radio thì FM, phần AM bắt rất là tốt. Phần FM thì bắt được 1, 2 sóng gì đấy. 1, 2 kênh thôi. Đấy. Còn con dưới này là con Sanyo. Sanyo 9100 nhá. Sanyo 9100. Em nhắc lại là Sanyo 9100. Đây, cái chữ Sanyo ở đây nhưng nó bị mờ rồi. Đấy. Con này thì loa nó to hơn con 319 một xíu. Con này cũng chạy băng dây. Đấy. Và FM thì chạy mỗi phần radio FM thôi nhá. AM thì không thể bắt được kênh nào. FM thì bắt rất là tốt. Đấy. Tất cả đều đầy đủ anten nhá. Không bẻ dập nhá. Đặc biệt là hai cây này nó tin nó hơi cũ một xíu nhưng cũng không bẻ dập gì cả nhá. Này, anten đầy đủ hết hai cây. Dây rắc đầy đủ hết, không vỡ dập gì nhá. Đây em vừa lau qua cũng chưa có lau kỹ. Đấy, bác nào mà lấy thì em sẽ lau kỹ cho. Em nhắc lại là cây sáp 319 là cây ở trên nhá. Ở dưới là cây Sanyo 9100. Đây em test qua cái phần băng dây của cái cây Sanyo này trước nhá. Lâu rồi không chạy. Chắc phải nửa năm nay này. À vẫn chạy được. Từ nó hơi bẩn, tiếng hơi nhỏ. Cũng được chứ ạ. Đấy. Để em test qua phần radio nhá. Ca nhất với 1.660. Bù lại radio rất là nét. 25.951 trường hợp được công bố khỏi bệnh, gấp đôi số ca mắc mới và có 125 ca tử vong. Tại hội thảo bảo vệ sức khỏe thích ứng an toàn COVID-19 do báo Tiền Phong tổ chức vào sáng. Lập mang tổng nghệ thuật của đạo diễn, cái việc phát hành hiện nay cũng tương đối là khó khăn. Cái việc cạnh tranh không chỉ là cái bộ phim trong nước mà có bộ phim quốc tế ở ra rạp thì cũng volume khá là tốt. Nếu mà chúng ta có cơ chế tiếng được, mà các có thể hỗ equalizer trợ hoạt động hoàn hảo cho nhá. phim độc lập có những suất chiếu Đấy. nhiều hơn, hay có những cái rạp trên trường những bộ phim độc lập thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho những cái nhà làm phim trẻ. Vì khi mà ra rạp thì nó là một cái sân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trường hợp nguy cơ, phát hiện ổ dịch, thực hiện các bắt khá là nét nha. Đấy, băng thì chạy tiếng hơi nhỏ do đầu từ nó lâu ngày rồi, về lau qua thì xíu thì chắc là tiếng nó lớn hơn. Radio thì bắt FM rất là tốt. Em test qua phần băng dây của con Sa 319 ở trên nhá. À, tụt chưa cắm điện. Các chức năng của EQ laser hai cây này thì đều hoạt động tốt. Đấy. To nhỏ đấy nhá. Khá là tốt. Đấy. Sau đây em test qua phần radio nhá. Em bắt đây là FM trước này, AM ở đây, FM ở cuối cùng đây nhá. Em dò thì cũng bắt được một hai kênh nữa. Đấy. Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng hơi nhỏ. Đấy, em chuyển qua AM nhá. AM chắc bắt tốt hơn. Rất là nhiều đài. Tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, trưa nay Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã xác định có 2 người tử vong và 3 người đang được cấp cứu sau khi tiêm. Các nạn nhân đều trú tại huyện Nông Cống. Nhà nước họ hỗ trợ rất là nhiều. Họ hỗ trợ từ những cái việc kết nối đối với cả lưu âm phim, hỗ trợ về việc mở ra những cái phòng lab hay là những cái cuộc thi làm phim hay là các liên phim. Đấy, cái cây 319 này thì tiếng băng nó lớn hơn con ở dưới, một con Sanyo 9100 ở dưới. Thế nhưng mà cái phần AM thì đã bắt tốt, FM thì bắt hơi nhỏ. Đấy. Con ở dưới thì FM lại bắt tốt hơn. Cái hai cây này em đang giao lưu với giá đồng giá 700.000 bao ship nhá. Nó chả đáng bao nhiêu cả, có mấy trăm ngàn thôi. Có mua cặp loa bây giờ cũng 300-400 ngàn rồi. Mà mình bỏ ra 700 ngàn mà nó vẫn chạy được cuốn chạy băng mà lại nghe được radio để deco, để trưng bày cũng khá là đẹp. Tuổi bác nào mà đang chơi qua cái phần con 319 này nhiều người biết này. Còn con 9100 này thì ít người biết hơn. Hai con này cùng đời với nhau ấy. Đấy, thì bác nào mà đang tìm để trưng bày đồ cũ, đồ cổ, chơi văn nghệ, trưng bày thì alo cho em nhá. Em là giao lưu với giá là 700 ngàn một cây nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.